Xin chào tất cả các bạn. Như mình đã hứa ở trên Facebook thì hôm nay mình sẽ quay clip hướng dẫn làm cái mẫu hoa hồng như các bạn thấy ở trên màn hình đây. Tại vì là thời gian này thì mình rất là bận nên cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ lược thôi nha, mình sẽ không đi vào chi tiết đâu. Để làm được cái mẫu hoa này thì chúng ta cần phải có các cái nguyên liệu. Thứ nhất đó là giấy nhún. Giấy nhún thì bắt buộc chúng ta sẽ phải có màu xanh để làm đài hoa, và còn các màu khác thì tùy thuộc vào cái loại hoa hồng mà bạn muốn làm. Ở đây thì mình dùng màu đỏ. Cái thứ hai là kẽm cành và một số những cái dụng cụ khác như là kéo chỉ buộc và kéo sữa. Sau đây mình sẽ đi vào làm luôn cái mẫu hoa này nhé. Ở cái mẫu hoa hồng này thì mình chỉ sử dụng hai cái mẫu cánh, thế cho nên là mẫu này rất là đơn giản, chúng mình sẽ không cần phải cắt quá nhiều cái dạng cánh khác nhau. Cái đầu tiên là cái lớp cánh ở trong cùng, mình sẽ sử dụng một cái mảnh giấy hình chữ nhật như thế này, sau đó các bạn gấp đôi. Cắt bo tròn ở một đầu. Sau khi mở ra thì chúng ta sẽ được cái dạng cánh như thế này. Cái cánh to như này thì mình sẽ sử dụng làm cái lớp cánh ở trong cùng, để cho khi mà cuốn vào cái cành nó không bị cộm ở dưới này ấy, thì các bạn có thể dùng kéo cắt một đường ở giữa, cắt lên khoảng tầm 2 cm. Đó, đây là cái lớp cánh trong cùng. Các cái lớp cánh còn lại thì chúng ta sẽ sử dụng cái mảnh giấy hình chữ nhật như thế này, cũng gấp đôi và cắt bo tròn ở đầu. Riêng đối với cái lớp cánh này thì chúng ta không cần phải cắt một cái đường tách ở giữa như lớp cánh vừa rồi. Và thông thường ấy, khi mà chúng ta cắt xong cái cánh hoa thì thường có những cái đoạn giấy thừa như thế này đúng không? Các bạn đừng vội bỏ đi nha, tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn tận dụng luôn cái giấy thừa này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm hoa luôn nha. Ở đây mình sẽ sử dụng kẽm giấy và tất nhiên là vẫn uốn cong một đầu giống như những cái clip bình thường mình hay hướng dẫn. Thông thường ấy, thì khi mà làm hoa hồng thì mình luôn luôn muốn là đằng cái đài hoa này nó to một chút, và cái phần đằng trong nó được phồng tròn đẹp, cho nên là mình thông thường ấy, thì mình hay sử dụng tận dụng luôn cái phần giấy thừa mà chúng ta cắt khi mà tạo hình cánh hoa. Các bạn lấy một số lượng nhất định, như mình lấy là khoảng bằng chừng này đó, sau đó các bạn gấp đôi lại và buộc cố định vào cái cành hoa. Dùng chỉ buộc như bình thường. Sau khi buộc thì chúng ta sẽ được một cái phần giấy có cái độ xòe ra như thế này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lớp cánh trong cùng mà mình đã cắt ở bước đầu tiên. Kéo giãn giấy ở giữa. Các bạn chú ý ấy, cái lúc mà kéo giãn giấy thì chúng ta chỉ sử dụng cái phần thịt của bàn của ngón tay như này rồi kéo nha. Các bạn đừng dùng cái đầu ngón tay kéo này, nó sẽ tạo thành cái nếp gấp ở giữa cánh hoa rất là xấu. Các bạn kéo nhẹ nhàng để tạo được cái độ phồng nhất định cho cánh hoa như vậy. Sau đó thì bọc cái lớp cánh hoa đó vào ra bên ngoài của cái phần giấy mà mình đã buộc vừa rồi.
cái màu đỏ này nó cũng lóa mắt chả kém gì cái màu trắng cả. Sau khi cuốn thì các bạn lại dùng chỉ buộc cố định. Đó, các bạn thấy chưa? Đây chính là cái phần nụ bên trong cùng của một cái bông hoa hồng mà mình thường làm. Ngoài cái cách mà dùng giấy như thế này thì các bạn có thể dùng bông hoặc là dùng bất cứ cái gì mà các bạn có thể nhồi vào trong này để cho cái phần hoa này của mình nó được tròn giống với hình bông hoa thực tế như thế này. Ở lớp cánh thứ hai và các lớp cánh còn lại thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu cánh này. Ở lớp cánh thứ hai thì mình sẽ dùng hai cánh. Các bạn có thể kéo giãn trước hoặc là cho vào đây mình kéo giãn cũng được, không sao cả. Đây mình sẽ kéo giãn. Tiếp tục. Cái cánh còn lại thì đặt đối diện với cái cánh đầu tiên. Thường ở những cái lớp cánh còn lại thì mình thường sử dụng keo để cố định cánh, cho nên là mình vừa rồi mình đã cắt chỉ đi. Còn nếu như những bạn nào mà không quen dùng keo mà thường dùng chỉ để buộc thì các bạn có thể giữ nguyên và sau đó ghép các lớp cánh còn lại. Ở cái lớp cánh thứ ba thì mình sẽ sử dụng ba cánh. Ba cánh như thế này và khi mà ghép lên bông hoa thì ba cánh sẽ tạo thành hình tam giác. Nhưng mà trước khi mà ghép lên hoa ấy, thì chúng ta sẽ phải làm một động tác đó là niết cong cái đầu cánh. Đầu tiên chúng ta vẫn cứ kéo giãn phần giữa ở cánh hoa này như bình thường. Sau khi kéo giãn thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Thì thông thường ấy, khi mà miết cong đầu cánh thì có rất là nhiều cách. Có thể là chúng ta sẽ miết một bên như thế này, hoặc có thể là miết cả hai bên như thế này, hoặc cách nữa là chúng ta sẽ miết đều tròn hết cả cái cánh như thế này. Thì ở cái lớp cánh thứ ba thì mình thông thường mình sẽ chỉ miết là một đầu cánh để tạo cái cảm giác là cái lớp cánh này nó vừa mới nở ra thôi, nó vẫn chưa nở ra hết hoàn toàn, cho nên là nó mới chỉ cong được một đầu như này thôi. Đó là cách của mình. Các bạn có thể biết khác hoặc là làm khác cũng không sao. Các bạn làm tương tự đối với hai cái cánh còn lại. Thường khi mà mình làm ấy, mình phải làm số lượng hoa rất là lớn nên là mình thường gộp 2-3 cánh lại mình biết một lần cho nó nhanh. Cái này thì có ưu điểm đó là nhanh, nhưng mà có cái khuyết điểm đó là có một số cánh ở đằng sau không được miết ấy, cho nên là nó rất là dễ quay trở lại cái hình dáng ban đầu. Bông hoa mình nó sẽ không giữ được lâu. Đó, sau khi mà đã xong 3 cánh như thế này thì chúng ta sẽ ghép vào cái bông hoa đã làm lúc nãy. Đây các bạn ghép làm sao cho ba cái cánh hoa nó sẽ tạo thành cái hình tam giác như vậy. Để tiết kiệm thời gian thì mình đã ghép sẵn ở đây rồi. Thì sau khi mà ghép xong ấy thì các bạn sẽ được một cái bông hoa có ba lớp cánh như thế này. Ở đây mình sử dụng keo sữa để ghép. Tiếp theo cái lớp cánh ngoài cùng. Mình làm hoa thì thường xuyên là chỉ có 4 lớp cánh thôi. Lớp cánh đầu tiên là phần nhị bên trong. Sau đó là đến 2 cánh, sau đó là đến 3 cánh và lớp cánh ngoài cùng là 5 cánh. Ở lớp cánh ngoài cùng thì có một sự khác biệt
so với lớp cánh thứ ba là ở phần miết đầu cánh. Tất cả các lớp cánh các bạn đều kéo giãn phần giữa cánh như bình thường nha. Ở cái lớp cánh ngoài cùng ấy, đó là lớp cánh mà bông hoa đã nở bung ra rồi, cho nên là khi mà mình làm ấy, mình sẽ miết toàn bộ đầu cánh như thế này. Miết toàn bộ đầu cánh. Và ngoài cùng thì mình sẽ sử dụng 5 cánh. 5 cánh như thế này. Xếp ở phía bên ngoài và cố định lại bằng chỉ buộc hoặc là keo sữa. Đây. Sau khi mà xếp xong 5 cái cánh hoa ở lớp ngoài cùng là bông hoa của chúng ta đã hoàn thiện rồi. Đây chính là bông hoa, đây chính là cái mẫu hoa hồng mà mình làm ở bên dưới. Và cái bước cuối cùng để hoàn thiện cái mẫu hoa này đó chính là phần đài hoa. Ở phần đài hoa thì các bạn sẽ sử dụng giấy nhún màu xanh và cắt hình răng cưa ở đầu để tạo thành cái phần đài hoa có hình dạng như thế này. Một bông hoa thì mình thường cắt có 5 cái phần răng cưa như thế này. Sau đó thì các bạn dùng keo sữa. Bôi lên phần giấy đó. Và dán lên cái phần đài hoa của bông hoa mà chúng ta đã làm. Cái kỹ thuật dán đài hoa làm sao để cho nó thẳng và đẹp ấy, thì mình thông thường là mình sẽ đặt cái phần đài hoa, đặt cái bông hoa vào chính giữa của cái đài hoa đó, sau đó là sẽ kéo ở hai bên vào. Các bạn vừa kéo vừa chỉnh, chú ý làm sao để cho cái đài hoa nó được thẳng. Và chú ý là khi mà cắt đài hoa ấy, chúng ta phải cắt đài hoa làm sao cho nó có cái chiều dài đủ để che hết được cái phần giấy của những cái cánh hoa bên trong. Thì khi đó thì cái đài hoa của mình nó mới gọn và đẹp. Và chúng ta đỡ mất công dùng băng keo sáp để quấn che nốt cái phần cánh hoa còn lại. Mà chỉ cần như thế này là bông hoa của chúng ta đã hoàn thành rồi. Đây chính là cái mẫu hoa hồng mà mình đã giới thiệu ở trên Facebook và đã hứa là sẽ quay clip hướng dẫn cho các bạn. Hứa mấy hôm rồi nhưng mà hôm nay mình mới có thời gian để quay và hướng dẫn cũng không được chi tiết lắm. Nhưng mà tại vì cái mẫu hoa này nó rất là đơn giản và mình cũng đã up cái hướng dẫn bằng hình ảnh lên rất là nhiều lần ở trên Facebook của mình rồi. Cho nên là hôm nay mình quay clip hướng dẫn chỉ đơn giản như thế này thôi. Các bạn xem và làm theo nha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip hướng dẫn lần sau.